trà mà đúng không? Em biết rồi nhưng không pha trà được, không ngậm được. Cái bột sâm đấy đúng không? Mà cô thử không cô? Đây đây. Khỏe quá chứ. Nó biết dùng rồi á. Quá. Cái bỏ tối em mua đâu? Mua ở đâu? Ở đảo Chi Lăng.